Tiếp theo là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ hai mà mình muốn muốn nói với bạn là cái này cũng ảnh hưởng tới một phần mà các bạn chán, mong chán là cái chạy tướng theo meta sai. Tại vì ví dụ như ở mấy server khác á, các bạn bị một cái là các bạn lên YouTube, các bạn coi mấy cái người review khác á, họ cũng có phần đúng là họ giới thiệu cho bạn quân tướng nó như thế nào, chơi làm sao, chơi làm sao. Nhưng mà cũng có phần sai là họ không có liệu trước được là ở server Việt Nam á, cái mà chi viện anh hùng nó ra đều và đầy đủ, không có một tháng nào không có hết, và cái lộ trình cho tướng nó sẽ rất là nhanh để kịp so với server khác. Thì có những quân tướng á, là nó rất là yếu ở ở với server khác. Ví dụ như mình điển hình mình nói là cái con SFR thứ ba mà gây chao đảo cái game này nhất là con Phoenix. Tại khi mà ra con Phoenix Man á, các bạn hiểu không, cái thời điểm ở ở bên mấy server khác á, người ta không dùng. Tại vì sao? Tại khi mà ra con Phoenix á, là con Phoenix nó rất là bá đạo luôn. Nhưng tiếp theo con Phoenix là ra con Tatsumaki và con Vaxi Man và con mũi, là con Tatsumaki V2 nó khắc chế được cái hiệu ứng hồi sinh của con Phượng Hoàng và con Yami Man. Cho nên á, là con Phoenix bị phế và không ít rất ít người dùng. Khi bạn coi YouTube ở cái thời điểm đầu đầu của Wiperman ra thì rất ít người bên server Taiwan này là mấy server Trung Quốc dùng. Thì khi mà về server Việt Nam á, nó ra sau Kim thôi. Thì bạn nghĩ một con tướng hồi sinh được 4 lần và đam theo phần trăm máu, đam theo phần trăm máu mà nó còn mạnh mà nó còn hồi sinh, nó là một trong những con tăng chủ chốt luôn. Các bạn hiểu tăng chủ chốt và là đam chính luôn, bên nào nâng cấp trên là rất là mạnh, mà chưa kể nó còn có tính theo đam siêu đốt nữa đấy. Nó thì nhiều người coi trên YouTube thì có người khuyên lấy, có người khuyên không nên lấy, thì họ nghĩ là sau này nó sẽ ra con này con kia nên khuyên nghĩ. Nên đợt đó nhiều bạn ặc đang rất là ngon, đang rất là mạnh, bỏ con Phoenix dù có cái đen nha, dù đã thích cái đen, bỏ con Phoenix đùng một phát phế luôn. Tại vì lúc đó các bạn chơi về chơi King, bị thần thánh hóa con King quá, thần thánh hóa con King quá, rồi thì do con King sau này con King nó yếu xìu rồi, chắc này nó chỉ có khóa nội là đam nó không được bao nhiêu đấy, đam mới là hiệu ứng nó không được bao nhiêu. Rồi con Boros cũng vậy, Boros thì giai đoạn đầu thì nâng cấp khó, rồi sau này mãi tới cho Giro thì hoặc là đam bot thì nó mới có hiệu quả thôi. Đấy là cái chạy tướng sao meta. Và ngồi ra có hai con mà bị cái nhiều bạn bỏ lỡ và nhiều bạn lấy bị sai, là đầu tiên là con Phoenix nhiều bạn bỏ lỡ, cái thứ hai là con Zombie Man, con Zombie Man và con chó. Con chó thì mình không nói, chứ con riêng con Zombie Man là đợt đó có rất nhiều người bỏ con Zombie Man, tại vì cứ nghĩ là con nó yếu, hoặc là khi mà con Zombie Man nó có sự kiện cấp bách lại thì anh em nói là sắp ra con Hero rồi thì chơi con Zombie Man làm gì. Đấy, bây giờ bạn nói mình đã có một clip nha, mình giải thích là mình kêu tại sao phải lấy con Zombie Man này, tại vì nó là bên con tướng anh hùng và bên cái ải anh hùng quái nhân á. Đây, cái ải anh hùng quái nhân đây nè, bạn không có con Zombie Man bạn không có cách nào bạn vượt được cái ải anh hùng quái nhân này, tại vì nó có skill hồi sinh. Đấy, mình nói thẳng luôn, bạn nào không có các bạn đi không nổi. Mình đã làm clip rồi và nhiều người không tin vào điều đó, cho tới khi bây giờ là phụ bản, bạn phải có ba co chính và có tăng chính để hồi sinh, chứ không thôi bạn không có cách nào bạn quýnh được hết. Ngay kể bây giờ bạn đi PvP, bạn đi quyết đấu cân bằng mà bạn không có một con hồi sinh hoặc là một con cấm chịu, khi mà đi đội hình không có trường lực bạn chơi không bao giờ lại người ta được. Bây giờ ví dụ như hàng trước đi, bây giờ bạn có sát thủ mà hàng sau họ kẹp chó, họ kẹp Zombie Man, họ kẹp Phoenix là bạn không bao giờ bạn đam được, đúng không? Hàng trước họ để Phượng, hàng sau họ để Zombie Man, thì lấy gì mấy bạn chơi? Đấy là mấy bạn bị xem cái clip, bạn nghĩ là mấy con đó nó sẽ nhanh phế, nhưng mấy bạn không, mấy con đó giai đoạn đầu là một trong cái nền tảng mà bạn chơi nó rất là mạnh mạnh, và cái con tướng nó làm cho cái game này nó cân bằng, mà bạn không có thì bạn sẽ mất đi cái độ cân bằng đó. Đấy, cái là cái mấy bạn lựa tướng bị ông người ta. Cái thứ hai là khi mà có những bạn á, có tài chính cao, có cái đen đầy đủ, tích đầy đủ luôn, lấy tướng về nhưng lại không đáp ứng đủ cái nhu cầu của con tướng. Mà nói nhu cầu là gì, ví dụ nha, mình nói ví dụ như con muỗi đi, con muỗi nè, con tiếp theo nữa là con Flash đi, hoặc là con tiếp theo là con gì cần siêu tự kỷ, nói chung là những con nào mà cần siêu tự kỷ đó, thì khi mà các bạn lấy về các bạn lại không lấy siêu tự kỷ,
Ví dụ như con chó đây, đây mình nói điển hình cho con chó là dễ nhất. Khi mà con chó các bạn lấy về là bạn phải nâng lên 5 sao. Như bạn hỏi mình, ủa tại sao mình review con chó, mình thần thánh nó, con chó nó mạnh. Con chó bạn hiểu không, nó lên 5 sao, nó lên 5, cái sự khác biệt giữa 5 sao và 4 sao nó chỉ trên lệch 12% máu thôi, và đam con chó nó khác biệt rõ rệt. Ví dụ nha, là coi zombie các bạn vô coi video, coi zombie á, mình nói coi video cho dễ, bạn vô mình chỉ được 6 nộ. Con chó vô bạn có siêu tự kỷ, bạn khó phát 3 nộ là bên kia chỉ đi được một lần thôi, là bạn thấy bạn lợi thế chưa? Mà trong khi đó bạn bạn không lấy siêu tự kỷ thì con chó chỉ có 2 nộ, bên kia vẫn đi 2 lượt bình thường. Đúng không? Vẫn đi 2 lượt bình thường. Và ngồi ra con chó bạn không có sao thì con chó mình chỉ đá một phát chết một hàng luôn. Con chó mình đá lại đó, đá được có 120, 150 là cao, trong khi con chó bên kia đá tới 300 mấy, 400. Đúng không? Nó chuyện bình thường mà không phải lỗi do ngọc, mà do con chó bên kia 4 sao, con chó nó có siêu tự kỷ. Đó, đó là rồi. Khi mà các bạn lấy con tướng về, các bạn không đáp ứng được nhu cầu nó cùng thôi, điển hình. Nhưng mà nói hiện giờ là có hai con tướng luôn, là con hiện giờ là con Amai, con Amai và con Sonic. Đây. Con Amai và con Sonic. Ví dụ như con Sonic thì mình không nói. Cái riêng con Amai này các bạn lấy về, bạn phải nâng cấp lên thẻ tốc độ và các bạn build đồ HP cho nó thì nó mới đánh trước được người ta. Hoặc ví dụ như trong đánh đấu cân bằng, bạn có thẻ tóc, bạn có ngọc tóc 33 thì bạn mới đánh được trước người ta. Chứ không phải bạn lấy về là con tướng nó tự nhiên nó mạnh. Bạn phải đáp ứng có những con tướng lấy về nó tự nhiên nó mạnh, như là con Tatsumaki. Nó bạn về lấy về tự nhiên nó mạnh, nó chỉ cần hưởng trường lực con Maximin, bạn đủ trâu lại nổ đam là xong. Nó đơn giản là vậy. Còn riêng con muỗi thì nó khác. Con muỗi là bạn phải lên đồ thế này thế kia thì nó mới mạnh, còn nâng cấp thế này thế kia thì nó mới mạnh. Cái thứ hai là các bạn khi mà các bạn dồn dồn cái vô một con tướng vậy á, 5 con còn lại á nó sẽ bị phế. Các bạn đi PvE có gặp đội hình như bây giờ gặp đánh hải thiên phú đánh boss đó, hoặc là các bạn đi PvP mà con đam chính của bạn chưa kịp làm gì mà bên kia nó tạt đam AoE, là gọi là đam đam toàn đội hình đó, mà đội hình bạn chết sạch thì con đam chính của bạn một mình nó sao mà có thể nào nó cân sáu được. Trong khi người khác ví dụ như họ kẹp đội hình có bang, có đen bóng, có Gogetsu, có flash hay cái gì đấy, con flash nó nhảy chừng 2 cái là coi như bạn chết rồi. Đấy là cái việc nhiều nhiều bạn hiện giờ và rất rất nhiều trường hợp là các bạn đang dồn đồ vô một con, và dồn đồ vô một con vậy các bạn đi PvE PvP rất là phế. Nếu mà các bạn đánh 1-1, nếu mà các bạn đánh PvP 1-1 PK với người khác ok, các bạn mạnh cực. Các bạn đi ví dụ như bây giờ các bạn đi con Tatsumaki đi, hoặc con Xenos đi, đúng các bạn đi trước làm cha. Nhưng mà bữa mình coi một clip con Xenos 5 sao tím nha, 5 sao tím siêu tuyệt kỹ quýnh không lại con chó 5 sao, 5 sao tím siêu tuyệt kỹ quýnh lại một mình con chó, nó quýnh 6 con luôn, đá chết một hàng 6 con, nó đá 3 con hàng đầu chết, xong Xenos chưởng lại cái đùng bên kia cũng chết hết luôn, còn con chó là con Phoenix mà con bên team có chó lại ăn. Đấy. Mình coi luôn đó, clip trong trung hội mình post luôn đó. Là cái việc mình các bạn nâng cấp, các bạn lựa chọn tương con tướng mà các bạn lấy tướng nó bị out meta và nó bị sai, là do các bạn coi những review và các bạn chơi mấy server nước ngoài á, bạn nghĩ ừ server người ta làm sao thì server mình nó cũng chỉ như vậy, nhưng không, đấy nó khác nhau hoàn toàn. Đây là cái lý do thứ hai.